Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh A Lạc Sơn, đỏ đầy, tiếng chim chóc cất tiếng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mưa phùn, kèm theo những cơn gió lạnh thổi tới, làm rung rinh cành đào phai trong gió. Vậy là một năm mới lại bắt đầu, năm Giáp Thìn, 2024. Người đàn ông xoa mạnh hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Cũng như bao người khác, anh đã phải đi bộ 30 phút đồng hồ để lên được ngôi chùa này. Chùa Vân An tọa lạc trên đỉnh núi A Lạc Sơn, quanh năm mây mù che phủ. Từ chân núi lên, chỉ có một con đường lát đá duy nhất, đã nhuốm màu thời gian theo tháng năm. Anh cũng không biết ngôi chùa này được xây dựng từ khi nào, chỉ biết là nó đã đứng đây rất rất lâu rồi. Bao thế hệ từ cụ anh, ông bà rồi đến bố mẹ anh đều đã lên đây dâng hương cầu nguyện. Nhưng ngày hôm nay, anh mới đặt chân lên đây lần đầu sau gần 40 năm cuộc đời. Cũng vì anh đã mệt mỏi quá rồi, anh đã kiệt sức rồi, sóng gió ngoài xã hội, chuyện cơm áo gạo tiền đã quật ngã anh, một người đàn ông mạnh mẽ, luôn chăm chỉ, nỗ lực, tràn đầy ý chí vươn lên, thành một người đàn ông thực sự cảm thấy bất lực và bất công đối với cuộc đời. Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Năm nay, anh quyết định lên đây để thắp nến nhang, cầu nguyện cho cuộc đời, để tìm cho mình một chút an lạc trong lòng, gác lại những chuyện không hay đã qua, để đón một năm mới khởi sắc hơn, thịnh vượng hơn. Bên ngoài lạnh lẽo là thế, mà khi bước qua bậc cửa của ngôi chùa và sảnh chính, anh lại thấy nơi đây ấm áp lạ thường, cùng với mùi hương thoảng dịu, khiến anh như quên hết mọi khổ đau của thế tục, để thấy lòng mình thật an nhiên. Vị thiền sư già chậm rãi cắm từng nén nhang và bát hương. Thời gian đã lấy đi của ngài tuổi trẻ, sức khỏe, nhưng không thể nào làm mờ đi đôi mắt tinh anh, sáng rực, chứa đầy sự thông tuệ của một bậc hiền triết. Đôi mắt ấy hiền từ và bao dung, nhìn tất cả mọi người, mang lại cho bất cứ ai trong căn phòng này một cảm giác thật yên lòng. Mọi người lặng lẽ tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi ngồi xuống, xếp bằng theo tư thế liên hoa để đợi vị thiền sư bắt đầu bài thuyết pháp đầu năm mới. Tiếng chuông chùa ngân vang trong gió, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất của lòng người, âm vang rồi dần dần tan vào hư vô. Vị thiền sư cùng các đệ tử của mình đang dần hoàn tất nghi thức thờ cúng đầu năm. Sau đó, ngài ngồi xuống, xếp bằng theo tư thế liên hoa trên một tấm đệm nhỏ, rồi nở nụ cười thật hiền từ, nhìn tất cả mọi người, rồi cất tiếng. Đầu xuân năm mới, trước hết, ta xin gửi lời chúc năm mới hạnh phúc, bình an, phát đạt tới các chúng Phật tử. Ngày hôm nay, mọi người ngồi đây có điều gì thắc mắc, xin hãy cứ mạnh dạn hỏi, ta sẽ giải đáp cho từng người một. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, chắp tay cúi lạy vị thiền sư rồi hỏi. Dạ, kính thưa thầy, đầu xuân năm mới, con là một người sinh năm Giáp Tý, năm nay 41 tuổi. Thầy có thể cho con lời khuyên, năm 2024 Giáp Thìn này, còn cần lưu ý những gì không ạ? Vị thiền sư nở nụ cười hiền từ, nhìn thanh niên trẻ tuổi, rồi từ tốn trả lời. Tuổi Giáp Tý, có vận số ốc thượng chi thử, chuột ở nóc nhà, là người thông minh lanh lợi, mạnh số tài giỏi, học ít, hiểu nhiều, tính nết nóng này, bảo thủ, số cậy nhờ cha mẹ, anh em cốt nhục, nam có vợ đảm đang.
Quý ông hiểu được giá trị của tri thức đối với sự nghiệp, cho nên rất chịu khó học hỏi, tìm tòi. Nếu có điều kiện tốt, sẽ thành công trên đường đời học vấn. Nếu vì hoàn cảnh, phải làm việc sớm, vẫn cố gắng tạo điều kiện, vừa học vừa làm, cũng tạo được danh vọng đáng kể. Quý ông là người có ý thức cao, biết phục thiện và đối xử tốt với bạn bè, bao dung với kẻ dưới, nhưng khó được lòng người trên. Ưu điểm của tuổi Giáp Tý là ham học hỏi để tiến thân, làm việc tích cực, có kế hoạch chu đáo và dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, môi trường. Đồng thời cũng có những điểm yếu là thích lấy mình làm trung tâm, tự hào dẫn đến bảo thủ, khó thỏa hiệp, tính tình khá nóng nảy và cũng thích hư danh, dễ bị người kích tướng làm việc bốc đồng. Nhìn chung, quý ông có chí tiến thủ mạnh, lại có năng lực dồi dào, sớm muộn cũng đạt được phần nào ý nguyện. Nếu biết khắc phục nhược điểm, tiền vận ít bị sóng gió hơn và sự nghiệp tăng trưởng nhanh. Sự nghiệp năm nay, quý ông được sao Thái Dương, mặt trời, hỏa tinh chiếu mạng. Đây là một phước tinh. Tuy nhiên, do quý anh mạng kim, sao này mạng hỏa, hỏa khắc kim, cho nên bổn mạng đã khắc chế những may mắn, tốt đẹp từ sao này mang đến. Thật đáng tiếc. Có cũng như không, âu cũng là ý trời. Hạn gặp toán vận, toàn tính việc gì cũng thường bị trở ngại. Không nên mưu sự lớn, phòng tai nạn, sẽ bị mất tiền, bị trộm cắp. Đi đường đem nhiều tiền, trang sức quý giá, ắt bị cướp giật. Đừng hùm hạp làm ăn về lâm sản, trồng rừng, khai thác gỗ, sẽ gặp nhiều trắc trở, thua lỗ. Về tứ trụ, được thiên hợp, tốt. Địa hào, lào đào, vất vả, sẽ là một năm gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công danh, sự nghiệp, nhưng gia đạo gặp nhiều chuyện bất ổn, có chuyện buồn, tình cảm lao đao, tiền bạc có thể tạo được, nhưng cũng hao tốn nhiều, cây thiếu hụt, sức khỏe suy giảm, có bệnh tật. Bản thân phải cố gắng thật nhiều, và phải vượt qua chướng ngại bằng tất cả sự cố gắng của mình. Vận niên, xà ẩn tín, rắn bị nhốt, chỉ nên an phận thủ thường, nên nhẫn nhịn khi gặp điều trái ý, nghịch lòng, ít bị thiệt thòi hơn là vùng vẫy chống trả. Cần đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi xe cùng với người có hạn giống như mình. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Tuổi Giáp Tý có can giáp thuộc dương, ngũ hành hợp mộc, địa chi tý thuộc dương, ngũ hành hợp thủy, chi sinh can, tuy không thuận nhưng cuộc đời cũng không gặp trở ngại gì lớn. Nhưng quý ông cũng không nên tính chuyện lớn, đừng mưu cầu quá cao. Năm nay là năm Giáp Thìn mạng hỏa, tuổi Giáp Tý mạng kim, hỏa khắc kim, niên canh khắc tuổi mạng, rất xấu. Năm nay có cơ hội nhưng không rõ ràng, bản thân không được gia đình, bạn bè ủng hộ, hoặc có những quyết định không đúng, nên không thu hoạch được gì. Phạm hạn tam tai, nên sẽ là một năm nhiều tai ương. Quý ông không nên dự tính chuyện lớn, hoặc cả tin nơi người khác, cũng không quá tin vào sự tính toán của mình, để khỏi phải bị thất bại trong những việc lớn lao như cưới hỏi, cất nhà, mở cửa hàng, hùm vốn làm ăn. Vận niên xấu, hạn tam tai, nên vô cùng bất lợi. Nếu không cẩn thận, có thể gặp tổn hại nặng nề do tai họa bất ngờ ập đến. Sức khỏe suy giảm, có bệnh tật hay tai vạ bất ngờ.
cho dù có được thiên hợp, nhưng đây cũng là năm không tốt, nên giữ tâm lành, ý thiện trong mọi hành động mới có thể tránh được nhiều rối rắm gây khó khăn cho việc xây dựng sự nghiệp. Xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào đại địa, bất lợi cho tài lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Cùng tiểu vận có mã ngộ khốc, khách, bị tuần án ngữ, những cơ hội tốt, những sự giúp đỡ trước đây này đã không còn, tình thế thuận lợi có thể trở nên ngược lại. Với tuần triệt tại ngọ mùi, lời ăn tiếng nói của quý ông rất được người lớn tin cậy, dù có sự chống phá, cạnh tranh, nhưng mưu sự lớn sẽ không có người chung tay góp sức. Hạn có dưỡng, bệnh phù, thiên hư, tuế phá là những bại tinh gây ốm đau, tổn hại, nhiều trở ngại trong công việc. Quý anh phải nghỉ ngơi điều dưỡng vì sức khỏe suy yếu, có bệnh. Cùng mệnh có ngũ quỷ, công việc cũng như gia đạo, nhiều rối rắm, tiểu nhân ám hại, bạn bè phản bội, ganh ghét. Nếu hùm vốn làm ăn, càng sinh nhiễu sự, có thể bị dính đến pháp luật. Hạn có tứ linh, long, hổ, phượng, cái, chủ về lợi lạc, công danh, lại thêm hóa khoa lưu hạn, có khả năng giải trừ hung tai, họa hại, đem lại may mắn. Tình trạng này sẽ hóa giải những hạn xấu, cuộc sống vẫn bình an. Về mặt tài chính, tiền bạc, thu nhập bình thường nhưng cũng có tốn hao lớn. Đặc biệt, khi có lợi lớn, phải phòng hung họa theo sau. Nhìn chung các mặt, năm này có tốt có xấu, nhưng tiểu vận đi vào đại địa, chỉ nên cố gắng bảo toàn danh lợi, đừng mưu cầu cao, sẽ thất bại. Đặc biệt, nên cẩn thận về mặt hồ sơ giấy tờ, nếu không có thể bị tòa án hỏi thăm. Tình cảm, năm nay công việc làm ăn có nhiều rối rắm, phức tạp, kinh tế cũng có phần khó khăn, vì vậy tình cảm cũng không được vui vẻ. Tuy nhiên với địa lợi thì gia đạo sẽ được an ổn, không có nhiều xung khắc. Với hồng, hỷ lưu hạn, có cưới gả cho con cái trong hoàn cảnh không thuận lợi, khiến cho quý anh tốn nhiều tinh thần, sức khỏe. Với thái, kình lưu hạn, nếu trong nhà có người thai nghén, nên cẩn thận nhiều hơn, tránh xảy ra điều bất chắc. Tử vi có khốc, hư hội, gia đình có người ốm đau, tiền bạc hao tán và phòng ngừa tai nạn xe cộ. Quan hệ bên ngoài nên cẩn thận, dễ bị tiểu nhân oán thù gây hại, khó tránh, và đừng hùm hạp hay tụ họp vui chơi, dễ sinh chuyện không lành. Đối với quý anh đang trong tình trạng độc thân, năm này dễ sinh rối rắm trong quan hệ với người khác. Nếu không khéo, sẽ bị kiện thưa, nhẹ thì cũng mang tai tiếng, sẽ có nhiều dịp đi chơi xa. Dĩ nhiên, tiền bạc phải hao tốn, có thể bị bệnh nạn dọc đường. Nếu đã có ý chung nhân, muốn lập gia đình, hãy để sang năm, vì năm nay hạn tam tai, không tốt cho việc cưới vợ. Quý anh hợp với người tuổi Giáp Tý, đồng tuổi, Bính Dần 39 tuổi, Nhâm Tuất 43 tuổi, Quý Hợi 42 tuổi, khắc kỵ với tuổi Đinh Mão 38 tuổi, Tân Dậu 44 tuổi, Ất Sửu 40 tuổi. Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ sẽ được thuận lợi. Sức khỏe, năm này ngũ hành không tốt, địa hào nên sức khỏe bị suy giảm, có bệnh hoặc gặp tai vạ.
cẩn thận phòng tai nạn đi đường, lái xe cẩn thận. Bổn mạng có suy nhưng không nguy, nếu quý anh ăn ở mất âm đức thì ắt sẽ bị hoạn nạn. Anh nào có nhiều phúc đức, làm việc thiện thì có quý nhân phù trợ, vượt qua kiếp nạn. Khi đau ốm, ngoài việc dùng thuốc, nên thành tâm hướng thiện, cầu nguyện chư thần hộ trì mới qua khỏi. Giáp Tý phần số quý anh. Người ham học hỏi, công danh có phần. Tánh tình thẳng thắn siêng cần, đùa chen danh lợi nhiều lần xuống lên. Thiếu thời ít được vận hên, có rồi lại mất, chưa bền cơ ngời. Trung niên mới gặp được thời, công danh tài lộc sáng ngời hơn xưa. Vẫn còn sớm nắng chiều mưa, có tâm tích đức, phước chờ hậu lai. Những đặc điểm đặc biệt trong năm: mùa xuân, tháng riêng và hai. Công việc trở ngại nhưng chỉ tốn hao công sức, danh lộc bình thường, gia đình có người ốm đau, hao tổn. Tháng 3, có may mắn, nhưng đừng thấy lợi lớn mà quên hung họa đằng sau. Mùa hạ, tháng 4 và 5, đề phòng ốm đau, tai nạn, nhiều lo tính, bồn chồn, lời nói được tin cậy, nhưng thành quả không như ý. Tháng 6, có cơ hội, nhưng tài lộc tăng chậm. Mùa thu, tháng 7 và 8, vị thế được củng cố, tài lộc tăng, phòng tiểu nhân phá hoại, phản bội. Tháng 9, việc khó có người giúp, gia đình có tin vui. Mùa đông, tháng 10 và 11, nhiều cơ hội tốt, tài lộc tăng, trong phúc có họa, phòng tai nạn. Tháng 12, đi xa nên cẩn thận, chi tiêu nhiều. Năm nay hạn tam tài, những việc lớn trong đời như cưới hỏi, xây nhà, hùm hạp làm ăn, mở công ty, mở cửa hàng, tốt hơn hết nên để sang năm tốt mà làm. Cúng sào hạn tam tài. Mỗi tháng cúng sào vào ngày 27, từ 21 đến 23 giờ, thắp 12 ngọn đèn hướng chính đông làm lễ. Bài vị giấy vàng ghi: Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân. Hàng tháng cúng dài hạn tam tài vào ngày 11 âm lịch, lúc chiều tối, trước sân nhà hay hiên nhà. Bài vị thần thiên chớp bằng giấy đỏ, viết tên thần bằng mực đen, lại về hướng đông nam. Cứ như vậy, mọi người ngồi ở đây đều lần lượt hỏi về con giáp của mình trong năm mới. Sau khi ngài trả lời về vận hạn của 12 con giáp cho tất cả mọi người nghe, người đàn ông mạnh dạn đứng lên đặt câu hỏi. Kính thưa thầy, ai cũng nói con người sinh ra đã có số mạng, mà con thấy số con nó khổ quá thầy ơi. Con năm nay gần 40 tuổi mà chẳng có gì trong tay, làm ăn thì thua lỗ, bết bát, bạn bè thì lừa lọc nhau, gia đình cũng không được yên ấm. Con phải làm gì đây? Chả lẽ con cứ vậy mà chịu khổ cả đời hay sao? Con thực sự không can tâm. Sư thầy nhìn anh thật hiền từ, rồi đưa tay chỉ anh ngồi xuống. Câu hỏi của con rất hay, và có lẽ cũng là câu hỏi mà rất nhiều người thường tự hỏi chính mình. Hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới, ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về thuyết tự lập số mạng. Vương Liễu Phàm, sinh năm 1533, tuổi nhỏ đã sớm mất cha. Mẹ ông bảo, ông từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc, vì cho rằng như thế có thể tự vừa nuôi sống bản thân, lại có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc ông theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha ông. Sau đó,
Có lần ông đến chùa Từ Vân, tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, râu tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi ông đến lễ chào cung kính, cụ già bảo: "Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao, sau này con chẳng lo việc đọc sách." Vương Liễu Phàm liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số hoàng cực của Thiệu Tử. Theo mạng số, ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con." Vương Liễu Phàm liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho ông đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, ông khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử. Cụ Khổng lại đoán trước cho ông về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau khi Vương Liễu Phàm đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán. Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho Vương Liễu Phàm, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh, sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh, lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi, ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến 53 tuổi, vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 sẽ mất tại nhà. Chỉ tiếc là không có con. Vương Liễu Phàm ghi chép đầy đủ những điều ấy, luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ đó về sau, mỗi lần dự thi, kết quả đều không ra ngoài những dự đoán của cụ già họ Khổng. Riêng có một lần, cụ Khổng đoán rằng thời gian ông làm lẫm sinh phải nhận đủ 91 thạch nằm đấu gạo mới được lên cống sinh. Nhưng khi số gạo nhận được của ông vừa hơn 70 thạch thì tôn sư họ Đồ đã thông qua việc chọn ông làm cống sinh. Do đó, ông có hơi chút ngờ vực về sự tiên đoán của cụ. Chẳng ngờ sau đó, có vị quan tạm quyền họ Dương vừa chuyển đến lại bác bỏ việc này, nên phải đợi đến năm Đinh Mão, Vương Liễu Phàm mới được phê chuẩn làm cống sinh. Vào lúc ấy, tính lại, quả nhiên ông đã nhận được vừa đúng 91 thạch nằm đấu gạo. Vương Liễu Phàm nhân việc đó lại càng tin chắc rằng sự đời thăng trầm đều do số mạng, dù nhanh hay chậm cũng đều có thời hạn định trước. Vì thế mà đối với hết thảy mọi việc, trong lòng ông đều trở nên lạnh nhạt, không còn mong cầu gì nữa. Sau khi được lên cống sinh, ông phải về kinh thành Yên Đô theo học. Ở kinh đô được 1 năm, ông thường ngồi yên tĩnh suốt ngày, chẳng đọc sách vở gì. Sau có dịp quay về chơi ở Nam Ung, trong lúc còn chưa vào nhập học, Vương Liễu Phàm liền đến viếng thăm thiền sư Vân Cốc trong núi Thê Hà. Ông cùng thiền sư ngồi đối diện trong tịnh thất, trải qua suốt 3 ngày 3 đêm, dường như không chớp mắt. Thiền sư nói: "Người đời sở dĩ không trở thành bậc thánh nhân đều là do niệm vọng nối nhau sinh khởi trói buộc. Này ông ngồi suốt 3 ngày không khởi sinh vọng niệm là do đâu?" Vương Liễu Phàm đáp: "Trước đây có tiên sinh họ Khổng từng xem số mạng cho con sẽ thấy rằng mọi sự vinh nhục sống chết ở đời đều do số mạng định sẵn. Dù có muốn vọng cầu điều này, điều nọ cũng không thể được, nên con chẳng nghĩ gì cả." Thiền sư Vân Cốc bật cười nói: "Ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường." Vương Liễu Phàm không hiểu, thưa hỏi. Thiền sư liền nói: "Con người khi chưa đạt được tới mức vô tâm, rốt lại đều bị những lẽ âm dương, toán số kia trói buộc. Sao có thể nói là không có số mạng?
nhưng chỉ những kẻ tầm thường mới có số mạng mà thôi. Bậc đại hiền thì số mạng không nhất định, mà với kẻ đại gian ác, số mạng cũng không thể nhất định. Ông từ 20 năm nay bị những lẽ đoán định của người khác trói buộc, không tự thay đổi được mảy may nào, như thế chẳng phải là tầm thường lắm sao? Vương Liễu Phàm liền hỏi, vậy ra số mạng có thể tránh được sao? Thiền sư đáp, số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình mong cầu mà được. Trong sách vở Nho Gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói, cầu công sanh, ắt được công sanh, cầu sống lâu, ắt được sống lâu, cầu con trai, con gái, ắt có con trai, con gái. Nói dối là giới cấm quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã chế định. Lẽ nào chư Phật, Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao? Vương Liễu Phàm nghe vậy liền hỏi tiếp, Mạnh Tử có nói rằng cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình. Đạo đức, nhân nghĩa là ở nơi chính mình nên có thể gắng sức cầu được. Còn như cầu công danh phú quý vốn không ở nơi chính mình, làm sao có thể cầu được? Thiền sư Vân Cốc nói, lời Mạnh Tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai mà thôi. Ông nghe Đức Lục Tổ có dạy rằng, hết thảy dụng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt. Mạnh Tử nói, cầu nơi chính mình, đó không chỉ là riêng được đạo đức, nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh, phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy, hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh, rong ruổi tìm cầu, thì mong cầu là một việc, mà được hay không lại còn tùy vào số mạng. Như vậy, có khi trong ngoài đều mất cả, vì cầu mà không được. Cầu như vậy, ắt là vô ích. Thiền sư lại hỏi, họ không đoán vận mạng suốt đời của ông như thế nào? Vương Liễu Phàm thật lòng đem hết mọi chuyện kể ra. Thiền sư liền nói, ông tự xét bản thân mình xem, có xứng đáng đỗ đạt đại khoa, có xứng đáng được sinh con nuôi dõi chăng? Vương Liễu Phàm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, thật không xứng đáng. Những người đỗ đạt đại khoa nói chung đều có tướng phước đức sâu dày, còn vốn phước mỏng lại không thể tích lũy công đức thiện hạnh để làm cho nền tảng phước đức sâu dày, còn lại không nhẫn chịu được những sự phiền toái khổ nhọc, không thể bao dung chịu đựng người khác, đôi khi lại cậy vào tài trí của mình mà lấn áp người khác, tính tình bộc trực, nghĩ sao làm vậy, thường xem nhẹ lời nói hay luận bàn những chuyện vô bổ, hết thảy đều là những biểu hiện phước mỏng đức bạc, làm sao có thể đỗ đạt đại khoa. Đất bùn dơ bẩn ẩm ướt thường nhiều vật sống, chỗ nước trong vắt thường không có cá, mà tánh con lại ưa thích sự trong sạch thanh khiết thái quá. Tánh khí ôn hòa có thể nuôi dưỡng vạn vật, mà tánh con lại thường nóng nảy sân hận. Luyến ái là cội nguồn của sự tiếp nối sinh sản, không quan tâm tới người khác là căn bản của sự không nuôi dưỡng, mà tánh con xem trọng danh tiết của riêng mình, thường không thể quên mình giúp người. Con lại thường nói nhiều, hao tốn khí lực, thích ngồi lặng suốt đêm dài không ngủ, không biết giữ gìn nguyên khí tinh thần. Hết thảy những điều ấy đều là nguyên nhân không thể có con. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu lỗi lầm xấu ác nữa, thật không thể nói hết. Thiền sư Vân Cốc nói, nào chỉ riêng vấn đề khoa bảng như ông vừa nói, người đời thụ hưởng tài sản ngàn vàng, ắt phải là người đáng hưởng ngàn vàng. Kẻ nhận tài sản trăm lượng, ắt phải là kẻ đáng nhận trăm lượng. Người chịu chết đói, ắt phải là người đáng phải chết đói. Nói là mệnh trời, bất quá
chỉ là soi nơi nhân quả nghiệp báo riêng của mỗi người, vốn chưa từng có chút thêm bớt nào, gọi là ý trời trong đó cả. Đến như việc sinh con cái, nhưng người có phước đức truyền được trăm đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ trăm đời. Người có phước đức truyền được 10 đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ 10 đời. Người có phước đức truyền được 3 đời, 2 đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ 3 đời, 2 đời. Cho đến người dứt hẳn, không có con cháu, ấy là do phước đức hết sức mỏng manh vậy. Này ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, những điều đã khiến ông không thể đỗ đạt đại khoa, không thể sinh con nối dõi. Vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi, nhất thiết phải lo tu nhân tích đức, nhất thiết phải bao dung rộng lượng với người, nhất thiết phải hòa nhã, yêu thương kẻ khác, nhất thiết phải biết gìn giữ, bảo dưỡng tinh thần. Hết thảy những việc từng làm trước đây, xem như đã chết từ hôm qua. Hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Thân thể bằng xương bằng thịt này, tất nhiên đã có nghiệp quả định sẵn, nhưng cái thân tinh thần nhân nghĩa đạo đức, lẽ nào lại không thể tu dưỡng để thay đổi được sao? Sách Thượng Thư, Thiên Thái Giáp có nói: tai họa do trời giáng xuống, còn có thể tránh né. Tai họa do chính mình tạo ra, thì không còn đường sống. Kinh Thi nói: lời nói, việc làm, thường hợp đạo trời, ấy là tự mình cầu được nhiều phước đức. Khổng tiên sinh đoán rằng, ông không đỗ đạt đại khoa, không có con nối dõi, đó là tai họa do trời giáng xuống, cho nên còn có thể tránh né. Nay ông nỗ lực làm việc thiện, rộng tích âm đức, đó là tự mình tạo ra phước đức. Lẽ nào lại có thể không được hưởng những phước đức ấy hay sao? Kinh Dịnh nói rằng, bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong Kinh Dịch, Quẻ Khôn ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng: nhà làm việc thiện, ắt có niềm vui; nhà làm việc ác, ắt gặp tai ương. Này ông đã có thể tin hiểu được chưa? Vương Liễu Phàm tin nhận lời thiền sư, lễ bái, xin học làm theo. Nhân đó liền đem hết thảy những điều lỗi lầm xấu ác đã qua, đối trước bàn thờ Phật mà nêu rõ, viết thành một bản sớ dài trình báo, đầy đủ tất cả trong đó, cầu xin sám hối. Sau đó, Vương Liễu Phàm phát tâm, cầu thi cử đỗ đạt, nguyện làm đủ 3.000 điều thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên, trời đất. Thiền sư lại lấy ra một bản sách, Công Quán Cách, đưa cho Vương Liễu Phàm xem, dạy ông học làm theo đó, ghi chép tất cả việc làm hàng ngày. Nếu là điều thiện thì cộng thêm vào, nếu là điều xấu ác thì trừ bớt đi. Thiền sư lại dạy Vương Liễu Phàm chỉ tụng thần chú chuẩn đề, qua một thời gian ắt sẽ có linh nghiệm. Thiền sư bảo ông rằng, những người vẽ bùa chú thường nói, vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần cười chê. Trong việc vẽ bùa có một phép bí truyền, chẳng qua đó chỉ là không khởi nên vọng niệm. Khi cầm bút vẽ, việc trước tiên là phải buông bỏ hết thảy mọi ý niệm, xuyên theo trần cảnh. Từ chỗ trong tâm không chút động niệm như thế, mới phóng bút điểm xuống, gọi là tạo dựng nền tảng không phân biệt. Từ một điểm làm nền tảng đó, cho đến khi vùng bút vẽ xong lá bùa, nếu trong tâm tuyệt nhiên không khởi vọng niệm, thì lá bùa ấy sẽ linh nghiệm. Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu vẫn là phải từ nơi tâm niệm rỗng rang,
không động niệm như thế mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh Từ khi bàn về cái học lập mệnh còn nói: chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau. Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu nghèo. Bế tắc với hành thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang hèn. Chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống chết. Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng, cho nên Mạnh Từ chỉ nói chết yểu, sống lâu. Nhưng kỳ thật, hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý trong cuộc đời cũng đều cùng một nguyên lý như vậy. Cho đến câu hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc, đó là nói việc làm thiện, tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói tu sửa tự thân, đó là tự thân mình có điều gì lầm lỗi, xấu ác đều phải đối trị, dứt trừ đi. Nói chờ đón, đó là sẵn sàng đợi mọi việc xảy ra. Nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nôn nao chờ đợi, đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ, không động niệm. Đó chính là cái học chân thật. Tuy ông chưa thể đạt được tâm thức rỗng ràng, không vọng niệm như thế, nhưng nếu có thể chỉ tụng thần chú chuẩn đề, không nghĩ nhớ, không tính đến, không để gián đoạn, khi được thuần thục rồi thì trong chỗ chỉ tụng cũng là không chỉ tụng, dù không chỉ tụng cũng là đang chỉ tụng, cho đến lúc niệm niệm an nhiên, không còn lay động, ắt sẽ có sự linh nghiệm. Vương Liễu Phàm trước đây lấy hiệu là Học Khải, ngay trong ngày hôm đó liền đổi hiệu là Liễu Phàm. Đó là muốn nói việc học được thuyết tự lập số mạng này rồi, nên không còn muốn rơi vào khuôn khổ của những kẻ thế tục tầm thường. Từ đó về sau, lúc nào Vương Liễu Phàm cũng chú tâm tự phòng hộ suốt ngày, so với trước đây thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày trước ông thường buông thả phóng túng, còn bây giờ luôn nơm nớp lo sợ những việc xấu ác lầm lỗi, dù khi ở trong nhà phòng kín không ai nhìn thấy, cũng không dám khởi lên những ý nghĩ xấu ác, chỉ sợ đắc tội với trời đất quỷ thần. Gặp những lúc bị người khác oán ghét phỉ báng, ông vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Sang năm sau, bộ lễ mở khoa thi cử, tiên sinh họ Khổng từng đoán trước khoa này Vương Liễu Phàm sẽ đỗ hạng 3. Hóa ra ông lại đỗ hạng nhất. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn đúng nữa, nên khoa thi hương vào mùa thu ông lại đỗ tiếp cử nhân. Tuy nhiên Vương Liễu Phàm làm việc thiện khi ấy vẫn chưa được thuần thục, tự kiểm điểm lại bản thân còn nhiều lầm lỗi, đôi khi thấy việc thiện thì làm nhưng lại chưa thực sự quả quyết, mạnh mẽ, hoặc có khi làm việc cứu người mà trong lòng mình thường tự nghi ngờ kết quả, hoặc có khi hành vi thì cố gắng theo việc thiện nhưng lời nói lại có sai lầm, hoặc khi tỉnh táo thì cố sức giữ gìn theo đạo đức nhưng lúc uống rượu vào lại thường buông thả, phóng túng. Mỗi ngày ông đều xét điều lầm lỗi trừ vào những việc thiện làm được, có hôm trừ hết sạch, chẳng còn gì cả. Vậy nên từ năm Kỷ Tỵ phát nguyện làm việc thiện mà phải đến năm Kỷ Mão trải qua hơn 10 năm mới hoàn tất đủ số 3.000 điều thiện. Khi ấy Vương Liễu Phàm phát tâm cầu xin con, lại cũng nguyện làm đủ số 3.000 điều thiện. 2 năm sau là Tân Kỷ thì sinh được con trai, đặt tên là Thiên Khải. Vương Liễu Phàm làm được mỗi việc thiện đều ghi chép lại. Vợ ông không biết chữ nên mỗi khi làm được một việc thiện thì dùng cán bút lông ngỗng chấm mực đỏ in lên tờ lịch của ngày hôm đó thành một chấm tròn,
thường là những việc thiện như bố thí thức ăn cho người nghèo hoặc mua vật sống, phóng sinh. Những ngày làm nhiều, có khi được đến hơn 10 chấm tròn như thế. Đến tháng 8 năm Quý Mùi thì đủ số 3.000 điều thiện. Ngày 13 tháng 9 năm đó, ông lại phát tâm cầu thi đỗ tiến sĩ, nguyện làm 10.000 điều thiện. Sang năm Bính Tuất, Vương Liễu Phàm thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm tri huyện Bảo Đề. Vương Liễu Phàm chuẩn bị sẵn một quyển sổ trắng, đặt tên là sổ trị tâm. Sáng sớm khi lên công đường, ông dặn người nhà đem sổ ấy trao cho nha dịch để mang đặt trên bàn làm việc của ông. Mỗi một việc làm trong ngày đều phân ra tốt xấu, ghi chép tỉ mỉ vào sổ ấy. Mỗi đêm lại bày hương án trước sân, noi gương triệu duyệt đạo ngày xưa, cáo trình tất cả lên Thượng Đế. Vợ ông thấy những việc thiện ghi chép không được nhiều, thì chau mày mà nói rằng: trước đây ông còn ở nhà, tôi có thể giúp sức cùng ông làm việc thiện, nên con số 3.000 điều thiện mới được hoàn tất. Nay ông phát nguyện làm đến 10.000 điều thiện, mà trong nhà môn lại chẳng có nhiều việc thiện để làm, vậy biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất. Đêm đó, ông nằm mộng, bỗng gặp một vị thần, liền đem việc khó làm đủ số điều thiện mà trình bày với vị thần. Vị thần nói: chỉ riêng một việc giảm thuế ruộng cho dân, xem như 10.000 điều thiện đã đủ số rồi. Nguyên là ruộng đất ở huyện Bảo Đề, trước đây phải nộp thuế mỗi mẫu 2 phân, 3 ly, 7 hào. Khi về nhận chức, ông có xem xét lại, giảm xuống còn 1 phân, 4 ly, 6 hào. Quả thật có việc đó, nhưng lòng ông vẫn còn chút nghi hoặc, không cho rằng việc ấy lại có hiệu quả lớn lao đến thế. Vừa may khi ấy, có thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến. Ông liền đem giấc mộng ấy kể lại với ngài, rồi thưa hỏi xem việc ấy có thể tin được chăng. Thiền sư nói: nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù là một điều thiện cũng có thể bằng như vạn điều thiện. Huống chi ông giảm thuế cho cả một huyện, có cả vạn người dân được hưởng phúc ấy. Vương Liễu Phàm liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ thiền sư về núi Ngũ Đài, thay mình thiết lễ trai tăng cúng dường 10.000 vị tăng để hồi hướng công đức. Tiên sinh họ Khổng đoán rằng năm ông 53 tuổi sẽ gặp tai nạn rồi mất. Ông cũng chưa từng cầu xin được sống lâu hơn, nhưng rồi năm ấy trôi qua mà chẳng xảy ra việc gì cả. Khi viết chương sách này thì ông đã được 69 tuổi. Kinh thư nói: lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định. Lại nói: chỉ riêng mạng số là không nhất định, những lời ấy đều không hư dối. Vương Liễu Phàm từ những việc đã qua mà hiểu được rằng mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của bậc thánh hiền. Nếu cho rằng họa phước đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời mê muội của những người thế tục không biết tu tập mà thôi. Còn khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp, sa sút. Đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch, trở ngại. Đang lúc được ấm no, đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo đói, túng thiếu. Đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng. Đang lúc được quyền cao, chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vị trí thấp hèn. Đang lúc có được học thức cao xa, sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận, thô lậu. Nghĩ xa thì thường lo việc nêu cao đức hạnh của tổ tiên, nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lầm lỗi, khiếm khuyết của cha mẹ. Trên phải thường nghĩ tới việc đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình. Đối với bên ngoài, phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết. Đối với tự thân, phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà phạm của chính mình. Mỗi ngày đều tự thẩm xét để biết lỗi lầm,
thì mỗi ngày đều có thể sửa lỗi. Một ngày không tự biết lỗi mình thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do sự rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Thuyết tự lập số mạng mà Thiền sư Vân Cốc đã truyền dạy quả thật hết sức sâu xa, tinh túy, quả thật là một nguyên lý hết sức chân thật, chính đáng. Ai có thể đọc kỹ những lời dạy này rồi gắng sức làm theo, ắt sẽ không bỏ phí một đời trôi qua vô ích. Mọi người nghe xong câu chuyện đều gật gù tán thưởng, như vừa vỡ ra một chân lý mới. Bản thân người đàn ông cũng ngộ ra chân lý của chính mình, ngẫm kỹ rằng làm nhiều việc tốt trên đời, ắt sẽ được hưởng quả ngọt. Thời gian thấm thoát đưa thoi, mới đó mà đã đến gần 12 giờ trưa, buổi pháp thoại cũng đã kết thúc. Mọi người đều trở về với một tinh thần an lạc, bình an đến khó tả. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, gác lại mọi chuyện phiền muộn, khổ đau, mất mát, ai cũng vui vẻ hướng tới những điều tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và Thu cũng chúc bạn có được sự an lạc đó trong tâm hồn. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Thu xin được phép được tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một ngày an lành, và đừng quên để lại cho mình một ấn đăng ký kênh nhé.